dòng xe cực kỳ hầm hố anh em ơi, SH350i nha. Nếu mà đối với phiên bản Việt Nam á, hiện tại giá sở hữu em này là 130 củ nha anh em. Nó còn bản ma mái Thái thì rẻ hơn xíu. Rẻ hơn xíu nha, từ 132 củ thôi nha cả nhà. Đó, bản này là bản 350i nè. Màu xám xi măng cho anh em luôn. Thấy không, em thơ đứng gần con xe là em nhỏ xíu nha anh em ơi, con xe quá trời to luôn, dành cho người khổng lồ đi nha cả nhà. Nó nhìn hình thù của nó bự hơn so với những cái con SH khác nha cả nhà. Mặt trước của SH nè có độ mặt nạ đen nhám nha anh em. Đó, phía hai bên nè có chữ ABS luôn, có thắng thông minh ABS cho anh em chống trơn trượt nè. Đó, cái hiệu này là cái hiệu của 350i luôn nha anh em. Và mua góp, nếu mua góp thì anh em chỉ cần đưa trước cho em từ 45 là có thể lấy xe về nha cả nhà. Đó, còn liên hệ trước của em sẽ được hỗ trợ từ xăng xe đi lại từ 1 tới 2 củ này, tặng anh em thiết bị định vị, nón bảo hiểm, áo mưa, nhớt của Renault luôn. Và anh em có xe cũ thì cứ đem lên cửa hàng nha, cửa hàng có thu xe cũ đổi xe mới cho anh em nè. Có hỗ trợ ship xe 63 tỉnh thành cho anh em luôn. Ví dụ mà anh em không thích cái màu này, cửa hàng vẫn còn nhiều mẫu xe khác cho anh em lựa chọn nha. Anh em cần liên hệ qua số hotline phía dưới màn hình, em sẽ gửi mẫu tư vấn cho cả nhà luôn nha. Và anh em đặt lịch trước với em sẽ được hỗ trợ combo và tặng tới 5 củ này. Nhanh tay gì còn chờ gì mà không, liên hệ ngay em thôi để hỗ trợ tư vấn nha. Và anh em xem được video này cho em thôi một subscribe với là một tim nha. Xin chào.